Mini hả? Tốt đi ạ. Mà chào chúng con. Như ba đã dặn rồi, đi lễ thì mình phải đặt hết tâm trí của mình vào thánh lễ qua các bài đọc, qua bí tích thánh thể, thì lúc đó chúng ta mới có được những cái ơn ích. Bởi vì nếu như chúng ta đi tham dự thánh lễ mà chúng ta không để tâm lưu ý nghe lời của Chúa, thì xem chừng ra thánh lễ của chúng ta tham dự nó vô ích. Rồi, ai can đảm thuật lại cho ma bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe? Ai can đảm nói dùm cho ma cái ý chính của bài đọc thứ nhất? Nếu sai, nếu thiếu thì ma sẽ bổ sung. Chúng con, ai có thể đứng lên nói cái ý chính bài đọc thứ nhất thôi, không cần phải thuật lại nguyên một bài đâu. Một tràng pháo tay khích lệ cái coi. Mini, nhưng mà đó là bài tin mừng, nhưng mà cũng là một tràng pháo tay, cũng đúng ý bài tin mừng. Nhưng mà ma đang hỏi bài đọc thứ nhất, con lại trả lời là bài tin mừng. Nhưng mà giờ ma đang muốn bài đọc thứ nhất nè. Bài đọc thứ nhất rất là hấp dẫn, có ai nhớ không? Bài đọc thứ nhất con nói được không? Giỏi, đứng lên. Một tràng pháo tay khích lệ cái đi. Nói rõ lên, nói sát micro vô. Mở cái khẩu trang ra coi, cái mặt cái coi. Khi ông Môsê giơ tay thì Israel thắng trận. Mày không chịu vỗ tay nữa, ngồi nghe không à? Mình đi luôn ha. Tiếp theo, bạn nói với chúng ta cái ý chính của bài đọc thứ nhất rất là hay. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rafidim. Ông Môsê nói với ông Giô-suê rằng: ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-suê thực hiện như lời Môsê đã dạy và đã ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môsê và A-ha-rôn và ông Hư thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên thì dân Israel thắng trận. Còn khi mà ông hạ xuống một chút thì người Amalek thắng thế. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, mình mà cứ giơ tay hoài nó làm sao? Nó làm sao? Giơ tay hoài thì sao? Nó mỏi. Bây giờ người ta mới lấy một cái tảng đá kê lên cái cánh tay của Môsê, và thế là Môsê không có mỏi mệt nữa, và Giô-suê đã đánh đuổi người Amalek. Qua cái lời của Môsê dặn với lại Giô-suê đó, chúng ta thấy rằng
Mô-sê đã cầm cây gậy của Thiên Chúa trong tay. Và mỗi lần Mô-sê giơ lên là dân Israel chiến thắng. Qua cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy đó là cái đức tin, cái niềm tin, cái niềm tin của dân Thiên Chúa tin vào Thiên Chúa và đã thắng trận nhờ cái bàn tay của Mô-sê giơ cây gậy của Thiên Chúa lên. Và đó là niềm tin, niềm tin của dân Do Thái trong thời Cựu Ước qua Mô-sê. Qua cái lời cầu nguyện, qua cái lời tín thác thì dân đã chiến thắng. Rồi trở về với bài tin mừng, con trả lời là đúng rồi, không sai. Nhưng mà ai có thể kể lại không? Ai có thể kể lại cái nội dung bài tin mừng? Tức là con nói cái ý chính là đúng rồi, nhưng mà ai, ai có thể kể lại cái nội dung của bài tin mừng? Bạn nào? Con, con đứng lên con kể lại cái nội dung. Tin mừng. Con nhớ tới đó là con giỏi lắm rồi. Tôi biết. Tràng pháo tay. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ của Ngài phải cầu nguyện luôn, phải tín thác, phải tin tưởng vào Chúa. Và Chúa Giêsu đã lấy cái dụ ngôn, cái câu chuyện của một bà quá. Chúng con biết rồi, người ta vẫn thường nói là mẹ quá con côi là những người gọi là thấp cổ bé họng trong xã hội, không ai nghe người quá cả và bị người ta đối xử bất công. Bà đi đến với vị thẩm phán để nhờ thẩm phán minh giải, mà gặp cái vị thẩm phán đó thì chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng sợ ai, nhưng mà cứ nghe cái lời bà quá càm ràm hoai. Và cuối cùng vị quan tòa đã minh giải cho bà quá. Qua cái hình ảnh đó, Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện. Cái chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta đó là lời cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà rồi đáng tiếc thay, nhiều người đã quên đi hoặc là đã không có niềm tin vào Chúa đủ để cầu nguyện, để tín thác cuộc đời của mình ở trong lòng bàn tay của Chúa. Thì chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi, chúng ta cũng đừng quên cái ý nghĩa của lời kinh Mân Côi. Lời kinh Mân Côi là cái lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ. Qua Đức Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện của chúng ta, những ước nguyện của chúng ta trong cái tràng chuỗi Mân Côi. Ngày hôm nay chúng ta thấy đó, giữa một cái xã hội
mà người ta không còn tin Chúa nữa. Người ta đánh mất lòng tin vào Chúa. Người ta không còn dành giờ cầu nguyện nữa. Chúa cho chúng ta một tuần có mấy ngày chúng con? Một tuần có mấy ngày? Một tuần có mấy ngày? Nói lớn lên. Một tuần có? Một tuần có 7 ngày. Một ngày có bao nhiêu tiếng đồng hồ? Bao nhiêu? 24 tiếng đồng hồ. Một tiếng có bao nhiêu phút? Một tiếng có 60 phút. Không dám hỏi nữa. Một phút có 60 giây. Đúng không chúng con? Chúa ban cho chúng ta quá nhiều thời gian. Chúa ban cho chúng ta quá nhiều ơn lành. Nhưng mà để kết hợp gắn kết với Chúa đó, thử hỏi coi, mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta xét duyệt lại chúng ta trong một ngày sống, trong một tuần lễ sống, chúng ta có gắn kết với Chúa trong đời sống cầu nguyện hay không? Một ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta dành cho thời gian ăn uống ngủ nghỉ quá nhiều, thậm chí chơi bời, lướt web, lướt mạng Facebook, Zalo, TikTok, suốt ngày cứ cầm cái điện thoại là lướt, là lướt, là lướt. Có bao giờ chúng ta cầm điện thoại để chúng ta mở Kinh Thánh ra chúng ta đọc hay không? Có bao giờ chúng ta mở điện thoại ra để chúng ta đọc Kinh Phụng Vụ hay không? Có bao giờ chúng ta mở điện thoại ra để chúng ta đọc những lời hay ý đẹp, những câu chuyện đạo đức để hướng dẫn cuộc đời chúng ta hay không? Hay chúng ta lại cứ đu theo những cái câu chuyện tầm bậy tầm bạ trên mạng? Những cái câu chuyện trên mạng dường như nó không mang ích lợi gì cho chúng ta, mà dường như nó phá bỉnh cái đầu óc của chúng ta. Suốt ngày chúng ta nghĩ tầm bậy tầm bạ, có cái chuyện gì người ta cũng đưa lên, nhưng mà cái chuyện nó không dính dáng gì tới đời chúng ta hết. Mà đôi khi có những cái câu chuyện mà xem chừng ra là nó không thật. Thì chúng con đọc, chúng con có quyền suy nghĩ. Ngày hôm qua Ma đọc được một cái bài báo, nó đăng mắc cười lắm. Trong những ngày mưa lũ ở ngoài miền Trung đó, người dân đi ra đường mà đi mót củi, mà giống như củi nó trôi á, kiếm cả bạc triệu đồng một ngày. Có ai đi lượm củi mà kiếm được 1 triệu đồng một ngày không con? Có không? Có không? Có ai đi kiếm củi mà được 1 triệu đồng một ngày không? 100 ngàn còn không có nữa, chứ đừng nói đi kiếm củi mà nó trôi á, là con game nó cười rồi. Đọc là hiểu rồi đúng không? Đọc là hiểu là báo chí nó viết tầm bậy tầm bạ đúng không? Nhưng mà khổ một cái là người ta thích, người ta thích lên đó người ta đọc, rồi tùm lum tà la hết á. Ở trên đó nó làm cho cái đầu của mình nó rối, mình không biết đường nào đúng đường nào sai hết á. Chỉ có một cái chuyện quan trọng nhất là lời Chúa và Kinh Thánh. Kinh Thánh và lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng đời sống chúng ta, và đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Nhưng chúng ta đã quên, chúng ta không nhớ để cầu nguyện. Chúng con thấy cha mẹ, hình ảnh của cha mẹ rất là dễ thương. Cha mẹ thì nghèo, nhưng mà dường như không ai bỏ cho con mình phải thiếu thốn hết. Hồi sáng nay thấy đứa bé nó ăn mì, xong rồi ba nó tới thẹ nhét túi 10 ngàn. Má nhìn thấy thương lắm. Nó đã không có tiền, nó tới đây ăn mì gói, má đã lo cho nó mì rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là nó thích ăn quà vặt gì đó đó, ba nó đưa 10 ngàn. Thật sự ra là 10 ngàn nó không lớn với người Kinh, nhưng mà với người Gia Rai của chúng ta lớn lắm. 10 ngàn đối với người Gia Rai chúng ta lớn lắm. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó, Ma thấy được cái tình thương của người cha dành cho người con, để chúng ta thấy rằng là con cái luôn luôn được cha mẹ yêu thương. Và trên cha mẹ là chúng ta có Chúa, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhớ đến Chúa. Chúa luôn luôn yêu thương,
Chúa luôn luôn quan phòng, Chúa luôn luôn gìn giữ mỗi người chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết để chạy đến Chúa. Thật sự ra mà nói, mỗi khi nhìn chúng con ăn, chúng con sinh hoạt, ma thấy thương lắm. Nhưng mà ma lại nghĩ một chuyện khác nữa. Chúng con được ra đây, chúng con được ăn học, chúng con được các anh các chị giáo lý viên dạy dỗ cho các con. Các con vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa trong làng, đúng không? Đúng không? Trong làng có những đứa nó không có điều kiện nó ra, đúng không? Đúng không? Đâu rồi? Ông bạn ăn ba gói mì gói của ma đâu rồi? Ông bạn đâu rồi? Ô, ông bạn, chào ông bạn. Dễ thương vô cùng luôn. Thương bạn nó lắm á. Có ông bạn hai gói, có ông bạn ba gói. Thì ma mới dặn các anh các chị là phải cho mấy anh bạn nó ăn. Hỏi nhà con ở đâu? Nhà con ở Chư Mố. Nghe là thấy thương rồi. Từ Chư Mố ra đây 20 cây số. Mỗi lần mà đi vào làng mà để chia quà cho dân á, thật sự là ma đi ma cũng thấy đuối á. Đi xe hơi á thì lái không vững tay lái, đường nó hẹp. Còn đi Honda hình như là đi lần nào là dính mưa lần đó. Mỗi lần đi vô Chư Mố là ái ngại vô cùng. Lái xe thì sợ quẹt người ta. Còn đi Honda đó thì là mưa, lần nào cũng trúng mưa hết. Thật sự ra là vì tình thương đi vô Chư Mố. Chứ mỗi lần đi vô Chư Mố về là mệt lắm, dính mưa. Mà thấy thằng bé nó từ trong Chư Mố, với gia đình nó từ trong Chư Mố ra đây. Charok Canan. Không, Charok Canong nhá. Mấy cái làng xa xa đó. Ra đây thấy thương lắm. Nhưng mà ma tin rằng chúng con vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn lắm. Ma nói điều đó để chúng con tạ ơn Chúa. Và chúng con tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cho gia đình chúng con. Người Doanh họ có nói một câu: nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình. Ma vẫn thấy chúng con vẫn may mắn hơn nhiều bạn lắm. Ma may mắn, chúng con may mắn hơn nhiều bạn chúng con lắm. Ma muốn nói điều đó để chúng con cảm nhận rằng đó, nó cười là nó biết rồi đó. Nó ở với các cha nó sướng quá mà. Nó đâu có thiếu cái gì đâu. Hỏi nó ở đây với các ma sướng không? Sướng. Nó may mắn hơn nhiều người lắm. Nhưng mà chuyện quan trọng rằng mình có nhận ra điều đó hay không, hay là bản thân ma cũng vậy. Ma rất là nhiều bệnh, sức khỏe thì không tốt, nhưng mà ma vẫn thấy Chúa thương mình cách đặc biệt. Qua đó chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã thương chúng ta. Cũng như chúng ta tiếp tục cầu nguyện ngày mỗi ngày để Chúa tuôn đổ tình thương đó, và Chúa quan phòng, Chúa che chở cuộc đời của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng con có thể dâng lời nguyện lên Chúa. Ví dụ như mỗi buổi sáng thức dậy, ma đơn giản lắm. Ma nói với Chúa: tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày mới. Chúng con dâng lên Chúa ngày mới này. Chúng con trao vào tay Chúa, bản thân con xin trao vào tay Chúa ngày mới này. Xin Chúa gìn giữ con trong ngày mới này. Mỗi lần dâng thánh lễ, ma nhớ cầu nguyện cho linh hồn ông bà, cha mẹ, tất cả những người thân thương, tất cả những người không ai nhớ đến cầu nguyện cho, tất cả những người không được cầu nguyện. Ma luôn luôn cầu nguyện cho người đó, những người đó cách âm thầm. Tối trước khi đi ngủ thì tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con ngày qua được bình an. Xin Chúa cho con được giấc ngủ an bình. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lỗi tội, những yếu đuối của con. Con xin dâng lên Chúa giấc ngủ này, xin dâng lên Chúa cuộc đời của chúng con. Với ma đơn giản như vậy thôi. Chúng con làm được không? Được không? Chắc là được chứ ha. Được không? Ừ? Được không? Mình cầu nguyện với Chúa, mình đâu có cần bài bản gì đâu. Nhất là con nít nữa. Mà con nít mà nói với Chúa giống như nói với cha mẹ, là cha mẹ luôn luôn lắng nghe lời chúng con. Chúng con nói với Chúa, chắc chắn Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Với những tâm hồn trẻ thơ, với những tâm hồn trong sáng như chúng con. Được không chúng con? Được không?
Cầu nguyện, biết cầu nguyện không? Biết không? Biết không? Biết không? Dễ mà ha. Giống như tâm tình của người con thưa với cha mẹ, chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện với Chúa. Và qua lời cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.